Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục quay lại khu vườn của anh Chí nè. Ngày hôm nay thì anh có giao lưu với anh em một gốc mai tàng cũng khá là lớn nha. Nói chung thì nồi đế là hơi bị đẹp nha anh em. Thì chút xíu anh tí sẽ báo giá chi tiết cho anh em tham khảo. Được giá thì anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Chí qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Giờ mời tất cả anh em vô tham quan gốc đầu tiên nha anh em. Rồi anh Chí ơi, cho anh em biết là vị trí mình đây đâu luôn hả anh Chí? Vị trí mình đây là 007 Thành Mỹ, cầu Thành Mỹ, cao ra thành phố Cần. Dạ, ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em đi gốc mai anh. Gốc mai tàng mới đem về. Dạ. Rồi mình sẽ quay cho anh em một vòng của cái bộ tàng nha anh em. Đây anh em có thể thấy là cái xương tàng nó đặt kẹo anh em. Bốn bên là chằng chịt nhau hết anh em ơi. Cây này anh em nào mà thích hợp á, cho anh em nào mà đem về mình trồng mình chơi bông á anh em. Mình đem về giữa nhà mình trồng để Tết nó ra bông á, để mình chơi thì bông thôi thì cũng khá là ổn. Rồi bắt đầu mình sẽ quay cho anh em sơ một vòng nha. Cây này chiều cao khoảng nhiêu hả anh Chí? Cao khoảng 6m. 6m. Còn tán ngang nó khoảng nhiêu hả anh Chí? 6m. Cái này mặt bông mình có thấy chưa hả anh Chí? Là bông nhiêu cánh, anh? Đây là bông 5 cánh à. 5 cánh. Quá trời cái vàng tàn luôn nè. Có hình đó mà. Đây. Là cây này mình đem về hồi nào anh Chí? Mới đem về hôm qua ha. Mình xuống lá cho cây khỏe sao anh tí? Cốt cành này là nguyên thủy luôn hả anh? Đây, nguyên dàn xương, xương khích gịch thôi nè. Cây này chắc bông nhiều, anh thấy nút áo nó lên rất là nhiều nha anh em. Dạ. Anh em, dàn xương này em khỏi có chê, quá trời luôn anh nè. Nó khích quá khích. Đặt kẹo hả anh em? Đây. Rồi, xưa đây mình quay khúc cạnh cho anh em tham khảo. Cái này là nó bao nhiêu cây anh Chí? Hai sao anh Chí? Ba thân, một cây mà lớn đây nè. Cây lớn này nó 60-70 lần. Dạ. Nhỏ nó ra trong cũng như thông thân mẹ nó ra rồi nó liền như nhau chứ không phải là ba cây rồi nha anh em. Lâu ngày rồi nó liền hết ha anh Chí. Cây trong thân mẹ nó nhảy ra luôn á. Dạ. Cây thì nó lâu ngày nó liền anh em, nhưng mà nó đóng cái bộ đế thì anh em khỏi có mà chê nha. Đế rất là đẹp nha anh em. Cũ nở mà đế đẹp. 100 à. Mà cái cây nó nhìn ở dưới có đế nha anh em. Ở dưới có luôn nha anh em. Đế đại. Đây quay một dọc qua nha. Để cho anh em tham khảo nha. Không phải là ba cây trồng dính nhau nha anh em. Trong thân mẹ nó ra nha. Cây này liền. Ở dưới là cái củ là liền hết rồi phải không anh liền, Chí? Cây bởi vì này đây không thấy chứ đây là thấy nó liền. Dạ. Rồi đem quay sơ một vòng á. Cốt cành này lớn nè. Đây mình quay sơ cái này mình biết nhiêu năm cho anh Chí? Cây này chủ nhà nó khoảng 65 năm à. 65 năm hả anh? 65 năm. À, từ ngày xưa giờ là để nguyên sơ vậy luôn hả anh Chí? Nguyên sơ cái chủ nhà để nguyên. Dạ. Cái này em nhờ anh vô đo thử cho anh em tham khảo một số hồng số luôn anh Chí ơi. Mình đo thử, mình đo cái thân trên nó khoảng nhiêu anh Chí? Đây là anh đo chính xác cho anh em nha, để anh em chủ nó. Dạ. Chủ nó là 67. 67. Rồi. Đo cái thân mẹ nó đi. Dạ. Thân tổng luôn, tổng quanh. Nó là 99 nha anh. 99. Rồi. Thì xuống nó cũng nở luôn, cây này xuống nó cũng nở nha. Tại ngay đầu cổ đế nè. Là nó 108. 108. Rồi. Trên này luôn, cao lên nha anh em. 100 anh em ơi. 100. Rồi thoát thân cái này khoảng nhiêu hả anh Chí? Thoát thân tính cây chủ đi ha. Dạ. Cái chủ này thoát thân khoảng 28. 28. Rồi. Cái thân này nè, đo từ thân đi, thân to hơn anh em. Mình đo này cho anh em tham khảo. 38. 38. Rồi. Thân bên kia nhiêu hả anh Chí? Đây nó cũng 38 luôn. 38 luôn. Tương đương với nhau. Rồi mình sẽ quay sơ cho anh em một vòng để anh em tham khảo chi tiết cái bộ đế này. Rồi anh Chí sẽ báo giá chi tiết cho anh em tham khảo. Thì cứ được giá thì anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Tí qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Chứ thì cái này là tại thân quá bự với đế lực lắm nha anh em. Dạ. Không thấy nó bự bự không à. Rồi để em ra quay cho anh em tham khảo lại nguyên cái dàn xương anh em. Cái này anh em đem về anh em chơi bông là hơi bị đẹp nha nè. Quá đẹp cái dàn tàng này. Về con nhẹ lại nè. Để tàng cộng đồng là
tàn khúc gịch luôn anh em ơi, nguyên cái xương tàn anh em. Mình nhìn là mình thấy toàn là mấy cái nhánh nhỏ nhỏ mà nó đâm ra rất là nhiều nè. Anh em nhìn là anh em thấy cái tàn nó khích dữ dằn lắm, cây nó rất là phê. Rồi anh Chí, anh Chí, cái này là anh em thích mà thiện chí muốn giao lưu với mình là giá khoảng nhiêu hả anh Chí? Rồi anh em mà có thiện chí á thì em giao lưu với anh em là 165 triệu. 165 triệu. Cây này giá nói chung là nó cổ anh em ơi. Cổ, cổ. Cái nó đa hơi đa thân. Còn mình có hỗ trợ gì cho anh em không anh Chí? Bao xếp 200 km. Cái dạ. Này là em vận chuyển bằng xe cẩu chứ không có xe cẩu. Rồi anh em nào ở xa thì mình cứ liên hệ với anh hay sao anh Chí? Ở xa thì liên hệ tiếp với mình. Cái bầu này là nhiêu anh Chí? Cái bầu này đường kính là 125. 125, bao cây khỏe luôn hả anh Chí? Cái bầu em bứng rất xong anh em, cây khỏe. Cái bầu này nó 5 tấc anh em. 5 tấc. Rồi anh em nào mà mình thích á, mình hiện chí mình muốn giao lưu với anh Chí á, thì mình có thể liên hệ trực tiếp với anh Chí qua số điện thoại mình để phần tiêu đề anh em. Giờ tạm thời kết thúc video tại đây. Chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc gia đình người thân, và mong là anh em có thể giao lưu thành công lúc này này với anh Chí nha.